Rồi Bunny qua mua vé đi trại rắn Đồng Tâm nha. Chị qua kia nhanh nhanh nào, nắng quá. Nhanh nhanh nào, nắng quá em ơi, nhanh nhanh nhanh. Đây là phòng bán vé. Ôi trời nhanh quá. Đây phòng bán vé đây. Giá vé 1m đến 1, kiếm 1m3 là 40. 1m3 trở lên là 70. Rồi đi đi. Wow. Ủa nó đang bò kìa. Trời ơi. Nhìn nè, nổi da gà chưa? Rắn thiệt nha, không phải rắn chạy bằng pin đâu. Nó chạy khán giả kìa anh ơi. Rồi anh bên kia đó kìa. Cái này rắn nước hay rắn gì vậy ta? Cái bạn rắn độc hả? Ủa nó lên kìa. Ta bên kia thấy rắn kẹp nông nè. Đây chụp hình với hổ nè. Đây con chui nè. Đây hổ con nè. Một gia đình nữa hả? Đây con chui vô. Ôi trời. Sao mà một hồi ai hình xấu quá là chụp lại vẫn được rồi, cứ từ từ ạ. Đó, chị hổ nó già quá chưa được rồi. Tâm ra. Rồi, có hình rồi đấy ạ. Hai gia đình thêm một gia đình đấy ạ. Rồi, có gia đình thêm một gia đình. Chụp hình chụp với hổ nè. Đó, thì cứ mãi ăn thôi. Đây bạn này cứ mê ăn thôi. Đây là một cái điều được tạo. Dạ, gia đình mấy nhỏ là mình giữ được em cưới cho được cho mấy đứa lựa rồi như thế này mới đặng hổ màu gọi lên hai bạn rào đấy hả. Chào em, chào em. Mời ngồi trước cái hả ơi em. Rồi Bunny muốn tự chòi. Đây chợ quê tại Trảng Hồng Tâm. Không. Đây là bánh tráng Hồng Tâm, bánh hấp đốc, bánh trứng ngon, bánh bạch tuộc. Đây rắn hổ mang và trái rắn Hồng Tâm mình đá cho mọi người check in. Đây là mấy em cá sấu con có cái miệng nó kìa. Đây là cá sấu đang dạo chơi. Đây là vượn phi. Ê vượn phi lê. Như gà phi lê không? Trời, cái mặt nó kìa, dễ thương chưa? Hello em, chào em. Chào em. Cô đi chào em đi con.
Cô đi chào em chưa? Bye bye em ở đây nào. Trời đất Hồng Tâm có con cá bóng nữa nè. Khi nào mình được 2 triệu subscribe mà sẽ câu nó về kho tiêu ăn nha. Dạ. Xíu một con thôi. Đó cái đuôi của bà đó. Chạy theo ba. Ba ơi bế này, bế này. Ô rắn hổ chúa nè. Rắn hổ chúa đâu rồi? Wow, rắn hổ chúa đây. Không thấy nó đâu hết. Cái đầu nó đâu? Có ạ. Mẹ không thấy ô, cái đầu nó bên, cái đầu nó bên kia lận. Nó dài quá vậy. Thấy nó rồi, bây giờ quay lên phim không thấy được nó. Nó dài nè, từ đây. Cái đuôi tới đây nè. Kiếp. Cái đầu nó nè. Nó đang ù rồi. Bye em. Đây là con cá sấu nước ngọt nè. Nó to chưa? Trời má ơi nó to. Nè nè cái đuôi này. Ôi trời ơi. Trong kia có con cò nữa kìa. Con cò đang lội bờ ao. Hỏi cô yếm đào lấy chú tôi chăng? Chú tôi hay tuổi hay tâm, hay nước dày đặc hay nằm ngủ chưa? Đêm thì ướt những ngày mưa, ngày thì ướt những đêm thừa trống canh. Bữa nhầm mẹ nó rồi. Đi chơi với con cò, đi đồ đi chơi với con cò. Em cô đi với bạn chào nè con. Chào em. Nó ngóc đầu lên nó không chào mẹ. Chào em. Hello em. Chào em, ra ngoài chơi không? Mấy em ra ngoài chơi không? Chị giải cứu em cho. Chào em, chào em. Bye em nha. Bye em. Ở trong này vui vẻ nha. Đừng có lén lén trốn ra ngoài nha. Dạ dạ dạ. Cho nó rắc rắc nước hay sao mà nó cái cổ nó kìa. Cái nước không? Đang bò thấy mình nó sợ thụt đầu vô. Thụt đâu không thấy ngỏng lên không? Ừ. Kìa nó chào vòng kìa. Chân vô đó. À. Ngỏng lên nó nhìn thôi. Bự bự trong kia. Nó chào em. Anh kia nóng quá sao ngoẻo cổ được lên được kìa. Ôi cha ơi. Dễ thương quá. Để bế. Hỏi cho hôn. Nếu em đi dạo rồi đấy. Anh đi dạo kìa. Anh Hổ đang đi dạo.
Tao lấy xe ra nên mới đu được. Cho em. Gấu này, gấu này. Chào em. Đây. Chào em. Chào, cái móng vuốt của nó kìa. Chào em. Hello em, trò biểu diễn kìa. Thấy thương chưa? Các bạn này hôm qua Valentine không có quà nè. Buồn tình úp mặt vô luôn rồi. Hạ xuống luôn. Hạ xuống con Chu Chi. Đó, con công kìa. Nó thấy ai ngắm nó xè đuôi vậy đó đi. Nó khoe đẹp á. Em đi hư xe rồi sao? Con đi đi. Theo ba kìa. Hư sao kìa này. Đây là hươu sao. Đó, đang bú mẹ kìa. Nhi ơi, hươu con đang bú sữa hươu mẹ nè Nhi. Dễ thương quá đi. Ủa không có mấy con dê hả? Ô chết chứ. Không có con công hồi nãy hả? Rồi rồi. Như chuồng công hả? Nãy em thấy đi đâu cầu đâu. Bây giờ đi thích ba kỳ ghê. Đây là con đà điểu. Bạn cù. Cù này không cắt lông nên không thay lông, dơ quá. Dê theo cái từ. Dê à? Ừ, từ cũng đâu có sợ. Đây là dê à? Con em này đang làm gì đây? Ê, nó bị ngứa hả?
cho em. Em ơi. Cho em. Đây này, trái đó Hồng Tâm. Đây là những bạn ngựa. Chào hu lão đại. Chào lão đại. Hello. Ở đây nó nghe nè.